dịch ha, chứ dịch rồi tay ngoài được chưa, đây lo bay ha. Rồi thì trên lo bay này chúng ta sẽ có các nơi lồi lõm ha, thì chính giữa chúng ta sẽ có gì, lỗ tai, xoăn tai và xoắn tai cũng được, xoắn thì cũng được, xoắn tai. Rồi ở phía đây chúng ta sẽ có là đi từ dưới lên trên ngoài này, chúng ta sẽ có gì, lưng, lưng, đối lưng, Hữu Thiện. Trời ơi. Bình tài. Đội bình tài. Giấy tài. Đơn giản ha. Ống tay ngoài. Nhưng lưu ý ống tay ngoài chúng ta sẽ có hai phần. Một phần ngoài. Chỉ đây nói gì? Một phần ba ngoài. Một phần ngoài gì? Một phần ba ống tay ngoài. Cái phần sụn cũng được. Sụn. Mấy anh chị học y là phải khó vậy được, ví dụ như mấy lớp kia thì chỉ vô đó không tay ngoài được, nhưng mà chúng ta phải sùng phần sùng không tay ngoài, phần xương cũng tay ngoài. Trời ơi khó vậy, trời ơi khó vậy đâu mà khổ, thi lớp ngày làm nhớ rồi ha. Thì đó tay ngoài đơn giản, thì tay ngoài chủ yếu là gì, dẫn truyền. Tiếp theo chúng ta sẽ tới tay giữa, thì tay giữa chúng ta sẽ ở đây có là màng nhĩ, thì màng nhĩ chúng ta sẽ có mấy phần, màng nhĩ sẽ còn có hai phần, hai phần, phần phía dưới màng lẫn gì cái xương, ở dưới thì chúng ta sẽ có phần gì, phần căn, phía trên chúng ta sẽ có phần trùng, phần trùng, trùng á, trùng á, chuồn, rồi. Ở chính giữa này chúng ta sẽ có gì, gốm nhĩ, thì ở đây ở phần gốm nhĩ này chúng ta sẽ có cái phần cán với xuống búa gắn vào đây, chúng ta sẽ gắn xuống búa đây gốm nhĩ rồi ở ngoài này chúng ta sẽ có cái khung nhĩ để gắn vào cái phần khung nhĩ, để gắn vào cái phần xương đá này, rồi tới cái xương con đây chúng ta sẽ cắn xuống búa đúng không, ở đây chúng ta thấy gì, chỏm, cái phần này chúng ta sẽ có là hai mõm được chưa, mõm trước và mõm ngoài đó, nhưng mà ở đây nó bị mất hơn cái mõm rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có thấy gì, xương đe, đây là gì, xương đe, thân xương đe, thân đe, trụ này, trụ trụ ngắn, trụ trụ dài, trụ ngắn, đậu, thì ở đấy gì, xương bằng đẹp, xương bằng đạp, giảm hai trụ đế, đế đế bằng đạp, thì đế bằng đạp nó sẽ đẩy gì, đẩy cửa sổ tiền đình. Thì bởi vậy cái hệ thống xương ngoài cung âm thanh cung ngoài nhảy tác động hệ xương, thì cái đế này sẽ ha, khi mà đối với những âm thanh lớn á, thì sao, cơ nó sẽ kéo cái đế này ra để làm giảm âm thanh bảo vệ tay chúng ta, còn đối với những âm thanh nhỏ á, thì sao, nó sẽ tăng cơ vận động, sẽ tăng đẩy vào cái cửa sổ tiền đình này để gì, để phết lại cái âm thanh lên tay chúng ta, nên cái vùng này gọi là vùng gì, cái này gọi là tiền đình, tiền đình. Rồi phòng tiền đình này nó sẽ có gì, các ống bán khuyên gắn vào ha. Rồi ha, lưu ý ha, khi thi thì sẽ gắn vô giày để cho chúng ta xác định, chứ không tự nhiên quăng cục gì hỏi ha. Rồi quăng cục thì nhìn cũng không biết ha. Thì đây chúng ta sẽ có ống bán khuyên ngoài sau trước, và những cái chỗ này chúng ta sẽ có là bóng phình to, trước khi đổ vào phần tiền đình chúng ta sẽ bóng ống bán khuyên, bóng ống bán khuyên, rồi cái ngồi đó có cái phần mà hai món phiên nó gặp chung thì tòa trụ chung, trụ chung. Rồi ngoài ra ở dưới này chúng ta sẽ có cửa gì này, cửa sổ này, cửa sổ trọ, rồi mấy chị lưu ý, thì cái phần này gọi là tiền đình, nhưng mà cái phần này mà tương ứng ở trong của mi đạo màng thì phần nó gọi là son nang ha, son nang, hiểu không, ở ngoài xương thì nó gọi là tiền đình, còn cũng có phần giống vậy nhưng mà nằm ở phía trong gọi là son nang. Rồi phía đây chúng ta sẽ có là ốc tai, thì cái phần mấy chị lưu ý, ốc tai thì nó sẽ xoắn dòng xoắn 2,5 vòng nha, lưu ý 2,5 vòng nha. Rồi nối giữa cái phần mà cái phần này gọi cái ống bắn khuyên á, cái ống bắn khuyên này nó sẽ giúp là vai trò tiền đình á, tức là giữ thăng bằng, còn ốc tai nghe thì nối với hai phần này chính giữa thì chúng ta sẽ có là cầu nang. À, cầu nang thì nó sẽ nói hai bằng này nha. Cầu nang. Không nhớ gì chưa trời. Rồi, ở bên trong đây ha, đây chúng ta sẽ có nhìn xoắn, còn đây chúng ta sẽ có vô của gì? Thần kinh ốc tai ha. Còn đây chúng ta sẽ có là thần kinh tiền đình. Như vậy khi thi, nếu mà đây nó sẽ có hai bó rõ ràng ha mấy anh chị. Ví dụ khi thi chỉ ở đây thì chúng ta nói là tiền kinh ốc tai, ốc tai, thần kinh tiền đình. Thì ở giữa thì ghi là thần chỉ ở giữa là thần kinh tiền đình ốc tai ha. Thôi chị luôn á, chị luôn á.
cái này tôi rồi cái phần mà hồng nhĩ mấy chị, cái phần hồng nhĩ á ở phía sau này nó sẽ thông với phần phần xương chủng phía sau này, chúng ta sẽ có là các son hang ở có cái son hang son chủng đó, cái son phía sau để ha son chủng vậy ha, để son phía sau. Vì vậy đối với những trường hợp viêm tay giữa thì sao nó có thể ăn được chưa, nó sẽ ăn test tế bào chủm này, son chủm này nó sẽ thông nó mở ra phía sau này, thì những trường hợp đó viêm tay giữa thể xuất ngoại để ha, thể xuất ngoại rồi ha. Đây rồi đặc biệt trong đây gọi là son chủm bây giờ, nhưng mà đặc biệt ở trong đây cách nó sẽ có những cái khoang rỗng rỗng, xương nó không có đặt hết rỗng rỗng, thì cái phần đó gọi là tế bào chủm. Rồi ở đây chúng ta sẽ có gì thông với hồi nãy, chúng ta sẽ có là bồi tai. Bồi tai thì chúng ta cũng có hai phần,